Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 3 tháng 3, 2024 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên và rất mong quý vị sẽ bấm like, đăng ký theo dõi cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Kính thưa quý vị, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Omelchuk cho biết rằng Ukraine cũng đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga hôm 2 tháng 3. Nga chưa phản ứng về thông tin trên. Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy tất cả 38 máy bay không người lái UAV mà Ukraine phóng tới bán đảo Crimea vào sáng sớm 3 tháng 3 theo giờ địa phương, sau khi có thông tin trên mạng xã hội Ukraine và Nga về các vụ nổ mạnh ở cảng Feodosia thuộc cùng khu vực. Bộ Quốc phòng Nga không cho biết có thiệt hại hay thương vong nào trong vụ việc hay không. Trước đó, các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea cho biết rằng giao thông đường bộ gần Feodosia đã bị hạn chế đáng kể. Giao thông trên cây cầu Kerch nối Crimea với đất liền của Nga cũng đã bị tạm dừng trong vài giờ. Phương tiện truyền thông xã hội Nga và Ukraine dẫn lời người dân Feodosia cũng cho biết họ đã nghe thấy những vụ nổ mạnh ở khu vực cảng biển và kho dầu vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương hôm 3 tháng 3. Bán đảo Crimea là nơi Nga đã sát nhập vào năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân Ý bị Ukraine và các đồng minh lên án là bất hợp pháp, và vùng biển đen quanh bán đảo đã trở thành một khu vực quan trọng trong cuộc chiến kéo dài 2 năm. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên không và trên biển ngày càng tăng của Ukraine nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga ở đây đã làm hư hỏng hoặc là phá hủy các tàu và xưởng sửa chữa của hải quân ở cảng Sevastopol, cũng như là gây thiệt hại cho các mục tiêu khác. Moscow sử dụng hạm đội của mình ở Biển Đen để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine. Nhưng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, vùng biển nối liền với Địa Trung Hải còn là bàn đạp quan trọng để triển khai sức mạnh sang Trung Đông và châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã thành công trong việc làm suy giảm sức mạnh quân sự ở Moscow, Biển Đen. Điều mà ông cho rằng với sự hỗ trợ lớn hơn từ các đồng minh phương Tây có thể dẫn đến chiến thắng cuối cùng của Kiev. Không chỉ các hoạt động trên biển được đẩy mạnh và đạt nhiều thành tựu, lực lượng không quân của Ukraine cũng được cho là đã mạnh hơn so với thời điểm xung đột bắt đầu. Chỉ huy Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật số 7 của Ukraine Yevhen Bulashyk cho biết nước này hiện có nhiều máy bay chiến đấu hơn so với năm 2022 khi cuộc xung đột bùng nổ. Ông Bulashyk ca ngợi đội ngũ kỹ thuật đã nhanh chóng sửa chữa khắc phục các hư hỏng nhỏ cho máy bay. Bên cạnh đó, các đồng minh của Ukraine ở Trung và Đông Âu đã chuyển cho Ukraine số máy bay từ thời Liên Xô cũ của mình. Nhờ vậy, ông Bulatsik cho biết hiện Ukraine có nhiều máy bay hơn so với thời điểm chiến sự bùng phát. Dù vậy, ông không đưa ra con số chi tiết cũng như không có dữ liệu công khai về quy mô của lực lượng không quân Ukraine. Chỉ huy này nói, tất cả các phi hành đoàn đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Không quân Ukraine ban đầu kém hơn rất nhiều so với đối thủ Nga và không ít người dự đoán lực lượng này sẽ bị tiêu diệt. Mỹ cho biết Ukraine trong những tuần đầu của xung đột có khoảng 56 máy bay hoạt động, hầu hết là các mẫu máy bay cũ của Liên Xô, thực hiện các nhiệm vụ suốt ngày đêm để đẩy lùi các cuộc tấn công. Không quân Ukraine sau đó được tăng cường bằng các máy bay chiến đấu từ Ba Lan và Slovenia, chủ yếu là các tiêm kích MiG-29 thời Liên Xô. Sau nhiều tháng vận động hành lang, các đồng minh của Ukraine vào năm 2023 đã đồng ý cung cấp một số máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo. Các phi công Ukraine đã được huấn luyện sử dụng và dự kiến sẽ tham chiến trong năm nay. Lực lượng không quân Ukraine đã mất khoảng 69 máy bay trong năm đầu tiên của cuộc chiến, nhưng tạp chí Forbes nhận định rằng Ukraine đã có thể bổ sung thêm phi đội của mình. Điều đó một phần nhờ vào việc khôi phục các khu máy bay cũ và một phần nhờ vào các máy bay mới do đồng minh cung cấp. Trong suốt cuộc xung đột, Ukraine đã ứng biến để thu hẹp lợi thế của Nga về trang thiết bị và nhân lực. Trên Biển Đen, dù hầu như không còn chiếc tàu chiến nào, Ukraine vẫn giành được hàng loạt chiến thắng trước hải quân Nga. Nhưng nhìn chung, bức tranh về Ukraine rất ảm đạm. Nước này gần đây đã rút lui khỏi thị trấn trọng điểm Avdiivka và đang rất chật vật trong việc tuyển mộ tân binh. Viện trợ của Mỹ cũng cạn kiệt, khiến Ukraine rơi vào tình cảnh thiếu đạn dược. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã ngăn chặn các nỗ lực gửi thêm viện trợ, gần đây nhất là cản trở dự luật viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ đã được Thượng viện thông qua và được Nhà Trắng ủng hộ. Reuters hôm nay cũng đã đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin và đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy cho biết không thể thảo luận về giải pháp Ukraine nếu không có sự tham gia của Moscow. Theo kế hoạch, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy sẽ tới Nga, Ukraine và trụ sở Liên minh châu Âu EU tại thủ đô Brussels của Bỉ. ông cũng sẽ thăm Ba Lan, Đức và Pháp. Đây là sứ mệnh hòa bình thứ hai của ông Lý sau chuyến thăm khu vực vào tháng 5 2023 mà không đạt được những bước tiến rõ rệt. Bộ Ngoại giao Nga trong tuyên bố đăng trên trang web của mình đã nói rằng một cuộc trao đổi quan điểm rất tích cực và kỹ lưỡng đã diễn ra về chủ đề của khủng hoảng Ukraine. Nhiều người tuyên bố rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về giải pháp chính trị và ngoại giao đều không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia của Nga và tính đến lợi ích của nước này trong lĩnh vực an ninh. Và như quý vị cũng đã biết, kể từ lúc xung đột bùng phát, Nga và Ukraine cũng đã có một số trao đổi và thảo luận liên quan đến thỏa thuận hòa bình ở Belarus vào tháng 2 2022 và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 2022. Tuy nhiên thì hai cuộc đàm phán này đã rơi vào bế tắc và cho đến nay vẫn chưa có thêm lần đối thoại chính thức nào nữa giữa hai bên nhằm chấm dứt xung đột. Mới đây, nhiều tài liệu được một tờ báo Mỹ dẫn thông tin, trong đó cũng đã nêu chi tiết về các điều khoản đã được đặt ra trong cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine hồi 2 năm trước. Tài liệu này nói gì? Quang Huy xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu thêm qua video sau đây. Tờ The Wall Street Journal dẫn một số tài liệu nêu chi tiết về các điều khoản được đặt ra trong cuộc đàm phán hòa bình diễn ra năm 2022 giữa Nga và Ukraine. Theo đó, Wall Street Journal cho biết, một đề xuất được soạn thảo nêu rõ việc Ukraine sẽ bị vô hiệu hóa về mặt quân sự. Hôm 1 tháng 3, tờ báo cho hay điều khoản trên cho thấy những nhượng bộ mà Ukraine phải thực hiện. Tuy nhiên, cuộc thảo luận đã thất bại sau khi Nga rút quân khỏi vùng Kiev, mà theo Moscow là để tạo điều kiện đàm phán hòa bình. Ukraine bắt đầu xoay chuyển tình thế và nhận được hỗ trợ quân sự ngày càng lớn từ phương Tây. Theo Wall Street Journal, tài liệu dài 17 trang được đề ngày 15 tháng 4 năm 2022 ghi rằng Ukraine được phép trở thành thành viên Liên minh châu Âu-EU nhưng không được gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức NATO, hoặc bất kỳ khối quân sự nào khác. Các điều khoản khác được cho là bao gồm việc lực lượng vũ trang Ukraine phải giảm xuống một quy mô nhất định, đảm bảo không có vũ khí nước ngoài nào được đặt trên lãnh thổ, và Nga có quyền kiểm soát bán đảo Crimea. Theo đó, Ukraine bị giới hạn ở 85.000 quân, 342 xe tăng và 519 khẩu pháo. Trong khi đó, các nhà đàm phán từ Kiev muốn có 250.000 quân, 800 xe tăng và 1.900 khẩu pháo. Cũng có thông tin cho rằng tầm bắn tên lửa của Ukraine sẽ bị giới hạn ở mức 40 km nếu thỏa thuận được thống nhất. Trước thông tin trên, đài RT của Nga cho biết, các thông tin từ Wall Street Journal vẫn chưa được các quan chức Nga hoặc Ukraine chính thức xác nhận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow và Kiev đã đồng ý về một dự thảo hiệp ước hòa bình vài tuần sau khi giao tranh bắt đầu, song Nga không muốn tài liệu này được công bố. Toàn bộ quá trình đàm phán đã bị chấm dứt do quyết định của phía Ukraine sau khi nhận được yêu cầu từ Anh, ông nói. Moscow và Kiev đã tổ chức hòa đàm tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 năm 2022. Truyền thông Nga đưa tin rằng Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson đã đặc biệt tới Kiev để thuyết phục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rút khỏi đàm phán. Ông Johnson đã bác bỏ tất cả thông tin trên. Kể từ cuộc đàm phán ở Istanbul, Nga và Ukraine không có bất kỳ cuộc thảo luận nào khác. Trong khi đó, AFP đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 1 tháng 3 cũng đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đang tìm cách khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, cũng như là các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Đen. Ông Lavrov đã gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Một nguồn tin ngoại giao ở Ankara tiết lộ ông Fidan nói với Ngoại trưởng Nga rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cố gắng hết sức để nối lại đối thoại giữa Moscow và Kiev. Và thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine cũng đã sang năm thứ ba mà chưa có thêm tia hy vọng nào cho hòa đàm. Trong lúc chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, người dân Ukraine sống ở những ngôi làng gần tiền tuyến vẫn thấp thỏm lo âu cho tính mạng và cuộc sống của mình. Dù vậy, họ tuyên bố sẽ không rời đi, dù nhà cửa giờ chỉ còn là đống đổ nát. Thị trấn Orikhiv của Ukraine chỉ còn là cái xác tàn của ngày xưa. Thị trấn này nằm ở vùng Zaporizhia và cách đó chỉ khoảng 10 km là một trong những chiến tuyến nguy hiểm nhất trong xung đột giữa Nga và Ukraine. Trước xung đột, ngôi làng này có gần 14.000 người sinh sống, nhưng nay chỉ còn 1.000 người. Bà Svitlana ngủ dưới tầng hầm của một khu chung cư. Đây là nơi người phụ nữ 64 tuổi cùng chồng mình có thể trú ẩn dưới bom đạn. Cửa sổ căn hộ của bà bị thổi bay trong một cuộc không kích. Ai có thể nghĩ rằng chúng tôi sẽ sống như thế này ở thời đại của mình? Giống như người vô gia cư. Sức khỏe tinh thần của tôi rất kém. Tôi vẫn không thể phục hồi được. Tôi sợ là vậy. Tôi thậm chí sợ đi ra ngoài. Tôi đi ra ngoài, đứng một chút rồi quay về ngay. Năm 2023, một hướng phản công chính của Ukraine diễn ra gần Orikhiv, nhưng các hoạt động không mang lại hiệu quả. Nơi đây nằm gần mặt trận phía đông nam và quân đội Nga đang tấn công trong khu vực. Ở miền đông, Nga vừa giành quyền kiểm soát Avdiivka, thành công lớn nhất của Moscow sau nhiều tháng. Ông Vasil Zavarsky, cảnh sát trưởng của thị trấn, nói rằng quân Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực. 99% cơ sở hạ tầng của thị trấn bị hư hại, mà trên thực tế là đã tan hoang. Hố bom này từng là khu vườn của ông Kostiantin. Tuy nhiên, ông nói rằng mình sẽ không đi đâu cả. Không, đi đâu? Lý do là gì? Đi đến những nơi xa lạ cũng giống như trở thành người vô gia cư. Ở đây ít nhất tôi cũng có nhà, mọi thứ ở đây là của tôi. Phải đi đến nơi chưa biết gì thì sẽ cực kỳ khó khăn. Một số thậm chí vẫn nuôi hy vọng. Người phụ nữ này nói, thành thật mà nói tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn và chúng tôi sẽ trở lại thị trấn thân yêu của mình. Thị trấn của chúng tôi là tốt nhất. Và bây giờ Quang Huy xin được chuyển sang cập nhật các thông tin về xung đột ở giải Gaza. Thưa quý vị, theo Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Y tế Gaza công bố hôm nay, ít nhất 30.410 người Palestine đã thiệt mạng và 71.700 người bị thương trong cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Quân đội Israel cho biết họ đã tăng cường các hoạt động ở thành phố Khan Yunis, phía nam Gaza, tiêu diệt hàng chục mục tiêu của Hamas trong một loạt các cuộc tấn công bằng không quân và pháo binh. Lực lượng không quân và pháo binh đã tấn công khoảng 50 mục tiêu trong vòng 6 phút trong nỗ lực tăng cường thành tích hoạt động trong khu vực. Và tuyên bố cũng nói rằng, trong các cuộc tấn công, quân đội cũng đã phá hủy cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố và tiêu diệt những kẻ khủng bố Hamas đang hoạt động từ các cơ sở dân sự ở khu vực thành thị. Người dân trong khu vực cho hay họ rất ngạc nhiên khi xe tăng Israel tiến lên nhanh chóng, gây ra những trận chiến mới với các tay súng Palestine. Nhiều gia đình đã lên mạng xã hội nói rằng họ không thể rời khỏi nhà với những chiếc xe tăng trên đường phố. Jihad, nhóm chiến binh Hồi giáo của Palestine cho biết họ cũng đã tấn công hai xe tăng Israel bằng tên lửa và cho nổ tung một tòa nhà nơi binh lính bước vào. Khan Yunis là tâm điểm của cuộc tấn công quân sự của Israel trong những tuần gần đây, khiến cho nhà cửa và các cơ sở hạ tầng khác bị phá hủy nghiêm trọng. Điều này cũng đã dẫn đến tình trạng thảm họa nhân đạo ngày một tồi tệ hơn đối với người dân Gaza. Liên Hiệp Quốc cũng đã cảnh báo về nạn đói cận kề ở Gaza và hơn 100 người đã thiệt mạng hồi đầu tuần trong một đám đông hỗn loạn đang nhận hàng viện trợ từ một đoàn xe tải khi lực lượng Israel nổ súng vào đám đông. Hôm 2 tháng 3, quân đội Mỹ cho biết đã thực hiện đợt thả viện trợ đầu tiên vào khu vực một ngày sau khi vụ việc thương tâm nói trên xảy ra. Ngày 2 tháng 3, quân đội Mỹ đã thực hiện đợt thả viện trợ nhân đạo đầu tiên vào Gaza. Đoạn video cho thấy hai máy bay quân sự của Mỹ bay qua thành phố Deir al-Balah ở miền trung Gaza. Các quan chức Mỹ cho biết hơn 38.000 phần ăn đã được thả xuống từ phía tây nam Gaza cho đến phần phía bắc của dải đất này vào cuối ngày, trong hoạt động có phối hợp với Jordani. Động thái này diễn ra một ngày sau khi hơn 100 người Palestine thiệt mạng khi đang tranh giành bột mì gần thành phố Gaza, một cảnh tượng kinh hoàng cho thấy thảm họa nhân đạo đang rất nghiêm trọng sau nhiều tháng Gaza bị Israel phong tỏa. Israel cho rằng phần lớn những người thiệt mạng là do đám đông tụ tập chen lấn giẫm đạp lên nhau, còn quân đội sau đó chỉ nổ súng vào người dân trong một phản ứng hạn chế sau khi cảm thấy họ gây ra mối đe dọa. Hơn nửa triệu người Gaza đang phải đối mặt với nạn đói sắp xảy ra. Tại bệnh viện Kamal Adwan ở phía bắc Gaza, bác sĩ nhi khoa Imad Dadona cho biết ông không thể giúp gì được cho hơn một nửa số trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được ông chăm sóc vì không có đủ thức ăn và ông cũng không còn đồ tiếp tế. Trong phân tích mới nhất về tình hình, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết cứ 6 trẻ em ở khu vực phía Bắc Gaza thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Tại cuộc họp giao ban của Liên Hiệp Quốc hôm 1 tháng 3, một phát ngôn viên cho biết có 4 trẻ đã chết trong bệnh viện qua đêm. Cách bệnh viện không xa, có thể thấy hàng trăm người đang lao tới một chiếc xe tải viện trợ vào ngày 2 tháng 3, theo video Reuters thu được. Trước xung đột, Gaza dựa vào 500 xe tải chở hàng hóa ra vào mỗi ngày. Cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc hôm 1 tháng 3 cho biết trong tháng 2, trung bình có gần 97 xe tải có thể vào Gaza mỗi ngày, giảm đi so với khoảng 150 xe mỗi ngày vào tháng 1. Nhà Trắng cùng ngày cho biết rằng các đợt thả dù này sẽ là một nỗ lực lâu dài và Israel ủng hộ biện pháp này, mặc dù phản đối những lời kêu gọi cho phép thêm viện trợ vào dải Gaza. Washington đang trang bị vũ khí cho Israel và coi nước này là một trong những đồng minh thân cận nhất trong khu vực. Sau khi nhận được một phần viện trợ từ máy bay hôm 2 tháng 3, người đàn ông này bày tỏ sự thất vọng khi nhận được sự giúp đỡ từ một quốc gia mà ông nói là một phần của tội ác chống lại Gaza. Một quan chức Mỹ cho biết, trước áp lực trong và ngoài nước, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đang xem xét vận chuyển viện trợ bằng đường biển từ đảo Ship. Một phái đoàn Hamas do phó thủ lĩnh Khalil al-Hayya dẫn đầu trong hôm nay cũng đã đến thủ đô Cairo của Ai Cập để tổ chức các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Một quan chức cấp cao cho hay, trước đó, Trong một cuộc cung cấp thông tin qua điện thoại ngày 2 tháng 3, một quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận khung dự kiến thời gian ngừng bắn là 6 tuần, có thể bắt đầu ngay lập tức nếu như Hamas đồng ý thả những con tin dễ bị tổn thương nhất mà họ đang giam giữ, gồm người già, phụ nữ, người bị bệnh và bị thương, theo AFP. Và vị quan chức cũng nói rằng phía Israel đã chấp nhận thỏa thuận và chỉ còn chờ quyết định của Hamas. Israel và Hamas chưa lập tức bình luận. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 3 tháng 3 của Báo Thanh Niên. Còn Huy xin được chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về các điểm nóng xung đột sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị sẽ bấm like, đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ thì con Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.